Hoa hậu Thùy Tiên diện mốt khoe nội y nóng bỏng khi dự tiệc sinh nhật Á hậu Tường San. Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn mỹ nhân diện trang phục nóng bỏng khi dự tiệc sinh nhật của Á hậu Tường San. Mới đây, Á hậu Tường San tổ chức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng để chào mừng tuổi 22 bên những người bạn thân thiết. Hoa hậu quốc tế Việt Nam 2019 mặc bộ đầm tông màu kem ngọt ngào khoe vai trần quyến rũ. Dàn mỹ nhân là bạn bè thân thiết trong showbiz của Tường San đã có mặt để chúc mừng sinh nhật của cô như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Thúy Loan. Các người đẹp đều diện hai tông màu trắng và bi khi tham gia dự tiệc sinh nhật. Hoa hậu Thùy Tiên nóng bỏng khi diện áo ngực kết hợp với blazer, cô còn nổi bật với vẻ ngoài cá tính cùng mái tóc xù. Hoa hậu Tiểu Vy là người chị em rất thân thiết trong cuộc sống với Tường San. Á hậu Diễm Trang cũng diện mốt, khoe nội y nóng bỏng khi dự tiệc. Sau gần 3 năm đương nhiệm, mẹ bỉm trẻ tuổi khiến người hâm mộ suýt xoa trước nhan sắc ngày càng đỉnh cao của mình.